Khi chính phủ liên bang đang chờ lời khuyên mới về việc ưu tiên tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường do lo ngại về biến thể Omicron, Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng nếu có lời kêu gọi mở rộng tiếp cận với vaccine, nguồn cung sẽ có sẵn. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Y tế Jean-Yves Duclos thông báo rằng chính phủ liên bang đã yêu cầu Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng là cơ quan NACI nhanh chóng cung cấp bản cập nhật về việc sử dụng vaccine COVID-19 do sự xuất hiện của biến thể mới đang được quan tâm. Thủ tướng Trudeau nói với các phóng viên vào sáng thứ Tư, nói rằng nếu cơ quan NACI khuyến nghị mở rộng điều kiện để tiêm liều vaccine thứ ba thì nguồn cung cấp sẽ có. Hiện vẫn chưa rõ mức độ lây nhiễm nghiêm trọng và khả năng lây nhiễm của biến thể B.1.1.529, tức là biến thể Omicron, là một dạng đột biến gen mạnh. Các quan chức y tế đã bày tỏ lo ngại rằng nó có thể sẽ kháng được vaccine hơn. Cuộc thảo luận về việc liệu Canada có nên cung cấp liều vaccine thứ ba cho những người trưởng thành khỏe mạnh đang diễn ra, cùng với các đề xuất kêu gọi chính phủ nên ưu tiên gửi vaccine đến các quốc gia khác để có khả năng giúp ngăn ngừa các đột biến tiếp theo của virus. Thông qua sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu là COVAX, Canada đã hứa sẽ tài trợ 200 triệu liều vào cuối năm 2022. Cho đến nay, đã có khoảng 8,3 triệu liều vaccine đã được quyên tặng.